Xin chào mọi người. Như thường lệ, trên kênh em luôn để số điện thoại chủ nhà ở đây cho mọi người liên hệ trực tiếp. Trước khi xem video, mọi người ủng hộ em một like và một subscribe để giúp kênh được phát triển hơn. Em xin cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý. Hôm nay, em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 4 tầng ở đường Cô Giang bên quận nhất. Xung quanh nhà có một số tiện ích như là nhà thuốc Phạm Ma City, trạm y tế phường Cô Giang, trường tiểu học Lương Thế Vinh, trường trung học Lương Thế Vinh, trường đại học Văn Lang, siêu thị thực phẩm Siwimax, cửa hàng tiện lợi Family Mart. Vì nhà nằm ở trung tâm thành phố nên xung quanh có rất nhiều tiện ích khác nhau. Căn nhà hôm nay có địa chỉ là 18A-39 đường Cô Giang, phường Cô Giang bên quận nhất. Nhưng mọi người đi từ hẻm 16 đường Cô Giang sẽ dễ hơn. Đi thẳng vài chục mét đến cuối đường xong quẹo trái. Đi thẳng thêm 20 mét nữa nhìn bên tay phải sẽ thấy được căn nhà. Nhà có diện tích là ngang 2m5, dài là 6m, nở hậu là 3m4, kết cấu là một lửng hai lầu đúc. Nhà ở hướng đông bắc, nhà có sổ hồng riêng và giá đang kêu là 2.880.000.000 vẫn còn đang thương lượng. Nhà này thì ngân hàng cho vay đến 1.5 tỷ, nhà vừa hết hợp đồng thuê là 8.000.000 một tháng. Khách muốn thuê tiếp nhưng chủ nhà không cho thuê để bán cho dễ. Còn bây giờ thì em mời mọi người xem nhà. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna.